Hello, Giảm xin mến chào đại gia đình yêu thương của em nha. Chào mừng mọi người đã đến với kênh YouTube Ngọc Family Channel và đến với chương trình kể chuyện đêm khuya ngày hôm nay. Thì em mến chúc sức khỏe đến đại gia đình của mình. Hy vọng rằng mọi người sẽ có những giây phút vui vẻ và thư giãn nhất khi xem những clip kể chuyện của em ngày hôm nay nha. Thì ngày hôm nay em có một cái câu chuyện rất là thú vị và cực kỳ bá đạo luôn. Chuyện nói về cái lờ. Cái lờ có răng thiệt hay sao? Thì cái lờ có răng thiệt không quý vị? Thì không biết cái lời là như thế nào và cái diễn biến câu chuyện này như thế nào, thì em mến mời gia đình của mình cùng theo dõi cái câu chuyện ngắn ngắn này nha, để xem thử là cái lờ có răng thiệt hay không. Có răng, nhiều khi có răng thiệt đó. Thì cái câu chuyện như thế này là có một cái chị này, chị đàn bà không có chồng, chồng là mất lâu lắm rồi vì một cơn bạo bệnh. Chị thì rất là đẹp, da thì nước ra thì rất là trắng, ngoại hình thì bốc lửa, ai nhìn cũng mê hết trơn trọi á. Nhưng mà chỉ lại có một thằng con trai. Thằng con trai thì năm nay mới có khoảng chừng 7-8 tuổi thôi. Đó, cậu bé này rất là thông minh. Thì ở gần nhà đó có một cái anh này, ảnh chưa có vợ ha. Ảnh thì chưa có vợ, đàn ông chưa vợ mà thấy con gái chưa chồng thì ta nói cũng rất là thích, thương cái chị này, thương thầm trộm nhớ lắm. Chị này cũng để ý thương cái anh này nữa, hai người cũng đá lông nheo cạch cạch vậy nè, để ý nhau. Thì cái anh này cũng thường xuyên tới lui nhà của chị, rồi cho thằng nhóc bánh kẹo, rồi cũng lợi rót nước trà, rồi mời uống, này nói chuyện này nọ kia. Đó thì cũng tình cảm từ từ biến thành tình bạn, biến thành tình yêu, hai người cũng giống như là đang tìm hiểu nhau vậy đó. Nhưng là một đứa trẻ thì nó không có thích cái sự hiện diện của cái anh hàng xóm này. Nó không có thích tình cảm của người mẹ chia đôi ra làm hai, vừa thương mình mà vừa thương cái ông chú này nữa. Cho nên là nó mới nghĩ ra một cái kế hoạch vô cùng táo bạo. Cái ngày hôm đó, đó là một cái buổi chiều ha, thì thằng nhóc này nè nó mới chạy qua nhà của cái anh hàng xóm ấy đó. Nó mới nói: chú ơi, con có chuyện này quan trọng lắm, con muốn kể chú nghe về má của con. Nhưng mà chú hứa với con nha, là chú đừng có nói cho má con biết, nếu má con mà biết con nói á, là má sẽ quánh con chết. Thế bắt đầu ông chú này ông cũng tò mò nghe nói về chuyện của người yêu mình mà cái thằng nhóc nó kể lại nữa, mà cái chuyện gì mà quan trọng mà nó hớt hải vậy. Thì ông chú ông cũng bình tĩnh lắm, ông mới nói: thôi được rồi, chú là người lớn thì chú hứa với con là chú không có nói cho má con biết đâu, con cứ yên tâm đi. Bây giờ con nói cho chú nghe coi, chuyện gì mà quan trọng mà con hớt hải vậy, cứ bình tĩnh từ từ con kể, con nói cho chú nghe coi đầu đuôi câu chuyện ra làm sao. Thì ông cũng ngẫm nhóc lên, thì thằng nhóc nó mới nói: chú biết không, con á là con tình cờ con thấy lúc mà má con tắm á, con thấy là một cái chuyện động trời là cái lờ của má con có răng. Ủa, nó có răng ghê lắm. Thế bắt đầu cái ông này ông nghe ông giật mình, ông thả nhóc xuống, ông nói: cái gì, con nói cái gì, cái gì cái đó có răng thiệt hả? Dạ con nói thiệt mà, cái đó nó có răng, có răng mà ghê lắm chú ơi. Thì ông cũng nghe ông cũng sợ nữa, trời, người vợ tương lai của mình mà có răng nữa thì ghê vậy ta, trời ơi trời, mà phụ nữ đàn bà mà có chuyện đó thì sao, có răng nữa hả? Thì ổng cũng hoang mang hả. Thì con nít nó nói thì là 90% là sự thật, tại con nít nó đâu biết nói xạo đâu. Thì ổng cũng ngờ ngờ ổng tin thằng nhóc. Thế là thằng nhóc này nói: thôi chú ơi, con về để má con la con. Bắt đầu cái thằng nhóc này cũng lanh lắm, nó chạy về nhà. Chạy nhà cái má nó hỏi: con vô rửa tay ăn cơm đi. Con đi đâu từ nãy về má kiếm con hoài vậy? Dạ con đi qua nhà cái chú bên hàng xóm bạn thân của má đó, hay qua nhà mình chơi đó. Cái ổng, cái bả nghe nói về người yêu của bả, cái bả cũng lắng nghe: ủa con qua đó làm gì vậy con? Dạ con qua bển á, con thấy, trời ơi con thấy một cái chuyện động trời luôn. Trời ơi, mà má hứa với con là má đừng có nói với chú nghe không, nếu mà má nói với chú nghe là chú sẽ la con đó. Cái bả mới nghe về cái chuyện người yêu bả cũng khoái khoái, bả cũng để ý anh này cũng lâu lắm rồi, mà hai người đang yêu nhau nữa, thì nghe về cái chuyện của thằng nhóc nó nói thì 90% là đúng rồi. Thì bắt đầu bả mới ngồi bả lắng tai đâu, con kể má nghe coi, má hứa rồi má không có nói chú nghe đâu, con yên tâm đi. Thằng nhóc nó mới nói: chứ má biết không, con qua bển á tình cờ con thấy chú á đang đứng đái, mà chú đái ngay gốc dừa. Trời ơi, cái đó của chú á, tôi nói nó bự bằng nữa hả, cái bắp tay gì nè, nó to lắm đó. Thì bắt đầu là cái bằng 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 cái bụi chỏ, thằng nhóc làm gì nè, bằng bụi chỏ bự vậy nè. Cái bắt đầu cái bà nghe bà quýu luôn, bà thồn nói: trời trời trời, lẽ cái đó nó bự dữ trời, mà có thiệt không, mà con mình từ đó giờ nó đâu có biết nói xạo bao giờ đâu, nó đâu có biết nói láo bao giờ đâu. Cái bắt đầu cái bà cũng suy nghĩ đắn đo, xong cái bà mới nói: thôi không được rồi, cái chuyện này là nguy hiểm quá. Bây giờ á, ông bên kia thì cũng đang như là đang
đang tò mò không biết là cái đó nó có răng thiệt không. Bà này thì cũng biết là cái này nó bự vậy, không lẽ nó nguy hiểm dữ trời. Cái đó mà vô cái của mình là tao nói banh chành luôn, chứ còn gì nữa, tơi bời hoa lá hẹ luôn. Nó cũng được đâu, ghê quá. Mà bây giờ mình nghe nói thôi mà mình chưa có thấy thì mình đâu có tin. Cái gì cũng phải chính tai mắt thấy, chính tai nghe mắt thấy thì mới tin, chứ còn mới nghe không thì bà chưa tin lắm đó. Thì cái bữa hôm đó là bà quyết định là bà thử, thử thử đêm coi thử làm sao, coi thử coi ông nội này có phải như con của mình diễn tả không đó. Thì bắt đầu là bà cũng rủ người yêu bà, thì cái ông này ổng nghe là rủ qua đây tối nay ngủ lại đêm đó. Thì bắt đầu ổng cũng nghĩ chứ thôi bây giờ là mình cũng thử thử cái coi, tại vì hai đứa yêu nhau từ lâu rồi mà cũng chưa thử bao giờ, cũng chưa biết là có phải có răng thiệt hay không. Thì bắt đầu là ông này cũng háo hức, cũng muốn tìm hiểu thử xem có răng thiệt hay không. Bà kia thì phải tìm hiểu có phải nó bự bằng cái cùi chỏ không. Thì bắt đầu là bả mới rủ cái thằng nhóc á, nói dụ nhóc, nói con mời á, con qua nhà tối mai á, con qua nhà bà ngoại con ngủ bà ngoại đêm không, bà ngoại nó bà ngoại nhớ con quá, con qua bển đi, bà ngoại có mua kẹo bánh cho con nhiều lắm. Thằng nhóc nó nghe kẹo bánh nó khoái quá, nó nói dạ dạ được rồi. Bắt đầu cái tối đó thằng nhóc nó chạy ở bên bà ngoại nó ngủ bển. Thì tối nay á, là bả mới rủ người yêu của bả là cái anh hàng xóm tới nhà. Thì hai người thấy không có thằng nhóc ở nhà thì khoái quá, thì bắt đầu tha hồ tâm sự đó, đóng cửa lại thì bắt đầu là làm chuyện đó đó. Một nam một nữ trong nhà thì đâu có làm gì đâu, làm chuyện đó. Thì bắt đầu là bả mới suy nghĩ bây giờ là tới cái giai đoạn cao trào rồi, thì bắt đầu là bả mới nhớ lại những lời con trai của bả nói là cái đó nó bự bằng cái cùi chỏ nè, bả sợ quá đó. Thì bắt đầu là bả mới nói trời ơi thấy ghê quá, mà bây giờ là nó để như cái của mình là đâu có được. Còn ổng thì ổng đang run, ổng sợ cái đó nó có răng, mình đưa cái đó của mình vô rồi cái đó nó có răng nó cắn đứt của mình sao, thấy ghê quá. Thì bắt đầu là bả với ổng bắt đầu mới tìm cách làm sao để đối phó, lỡ như đúng như lời thằng nhóc nói thì sao. Cái bả mới nói bây giờ không ấy, giờ mình phải thay vì mình đưa cái đó của mình ra thì bây giờ tắt đèn cái cục đâu ai thấy đường đâu, thì lúc mà làm chuyện đó đâu thấy đường. Thì lúc mà ổng đưa thì ổng không dám đưa cái của ổng vô, ổng mới nghĩ chứ bây giờ mình đưa cái của ổng mình của mình vô lỡ như nó cắn đứt cái của mình rồi còn trời ơi còn gì nữa mà nói dở tông đường, trời ơi tuyệt tử tuyệt tôn chết luôn. Cái bắt đầu ổng mới suy nghĩ ra, à bây giờ mình đưa cái bồ gói của mình vô ha, đưa cái bồ gói của mình vô để có gì nó cắn cái bồ gói của mình nè. Còn cái bà kia thì bà không có đưa cái của bà ra mà bà đưa cái tay của bà để bà chụp lại, nếu mà ổng mà đưa cái đó của ổng vô bự quá thì mình bắt phát hiện, mà cái tay của mình phát hiện ra thì một hai ba. Thì khi mà hai người bắt đầu làm chuyện đó đó, sắp lá cà vô đó ha, thì bắt đầu là ông nội kia ông đưa cái của ổng vô, mà cái của ổng mà cái bồ gói, bà kia thì bà đưa cái tay bà ra thì bà đâu phải đưa cái của bà ra đâu, thành thử ra cái tay của đàn bà thì có móng tay đó, thì bà chụp trúng cái bồ gói của ông này mà nhọn quắc kìa, chụp vô nè, trời ơi ổng la quá trời luôn, á á trời thấy ghê quá, thấy ghê quá trời trời trời, thôi 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 tôi về đi, tôi về đi, tôi sợ quá tôi về đi, không có làm nữa, không làm nữa, nghỉ 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 khỏe đi. Còn bà này bà la lên, bà nói trời 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 thấy ghê quá, cái gì mà bự bằng, còn con trai mình nói bằng cái bồ gói cái gì, cái này cái bằng cái cùi chỏ cái gì, cái này bằng cái bồ gói cái cùi chỏ cái gì, trời ơi trời thấy ghê quá, con người mà thấy ghê vậy, lần đầu tiên cuộc đời mới thấy luôn á, thôi ông đi về giùm tôi đi. Ông với bà tao nói hai người ngỡ ngàng không có biết là cái chuyện gì đã xảy ra. Bà thì lấy móng tay bà chụp trúng cái bồ gói của ổng, hỏi sao ông nội kia ổng mới đưa hàng ổng vô đó. Thì thành thử ra là cái câu chuyện đó là nó cái đó có răng thiệt hay sao thì nó có răng hay không là không biết, thấy cái móng tay bà này nhọn quắc à. Thì đây là cái câu chuyện cũng khá là vui, một câu chuyện tiếu lâm hài hước. Thì lúc nào em cũng mong muốn đem đến những câu chuyện nó vui để kể cho quý vị ở đây, mong muốn rằng đại gia đình của mình luôn luôn vui vẻ và có thật nhiều sức khỏe. Và hẹn gặp lại quý vị trong những clip tiếp theo nha, xin chào.